Lê Quang Liêm và hành trình cờ vua, tình yêu và sự nỗ lực. Tối ngày 7 tháng 8 tại Baku, Azerbaijan, kỳ thủ số 1 của Việt Nam, Lê Quang Liêm, đã dừng chân tại vòng 3 của World Cup cờ vua 2023 sau khi để thua cựu vô địch thế giới Russian Ponomariov từ Ukraine trong playoff cờ nhanh. Thành tích này giúp Lê Quang Liêm nhận được phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ, tương đương 237 triệu đồng. Mặc dù nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Lê Quang Liêm, nhưng các người hâm mộ vẫn không ngừng động viên, anh đã thể hiện mình rất tốt rồi, hãy mang số tiền này về cho vợ anh à. Trong số những người luôn ủng hộ hành trình của kỳ thủ số 1 Việt Nam, không thể không nhắc đến Thanh Trúc, người phụ nữ đứng sau thành công của Lê Quang Liêm. Là một người khá kín tiếng và ít chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên trang cá nhân, cho đến năm 2018 năm mà đám cưới của siêu kỳ thủ diễn ra, công chúng mới biết đến Thanh Trúc. Cô là một chuyên viên trong lĩnh vực thiết bị giáo dục và lớn hơn Lê Quang Liêm đến 2 tuổi. Cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi này đã có dịp gặp nhau tại một sự kiện thể thao ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2011. Lúc ấy, Thanh Trúc đại diện cho một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị giáo khoa, là nhà tài trợ, trong khi Lê Quang Liêm tham gia giải đấu. Ban đầu, cả hai chỉ coi nhau như bạn bè, nhưng mối quan hệ của họ dần dần phát triển sau này. Tuy nhiên, khi tình cảm mới chớm nở, cặp đôi phải đối mặt với khoảng cách địa lý. Lê Quang Liêm du học Mỹ trong 4 năm và lịch thi đấu cờ vua của anh trong các giải quốc tế cũng khá dày đặc. Điều này khiến cho việc gặp nhau trở nên khó khăn. Mặc dù vậy, Thanh Trúc đã luôn ở bên cạnh, cổ vũ và ủng hộ bạn trai của mình. Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi, cả hai đã có kết thúc viên mãn khi Lê Quang Liêm liên tục đạt được nhiều thành tựu lớn. Trong khi anh gặt hái những kỷ lục mới, Thanh Trúc luôn đồng hành và kiên nhẫn chờ đợi. Năm 2018, mặc dù Lê Quang Liêm đã nổi tiếng với những thành công đầy ấn tượng, nhưng cả hai đã vượt qua mọi thách thức để cùng nhau bước vào hành trình hạnh phúc.